Quý vị và các bạn thân mến, như là tên gọi của chủ đề chúng ta ngày hôm nay, nét duyên của dân ca. Chương trình còn mãi với thời gian xin đưa quý vị đến với những nét duyên dáng và đặc sắc của dân ca ba miền đất nước chúng ta. Những làn điệu, những câu hát có thể là rất quen thuộc với quý vị rồi, nhưng mà không phải lúc nào ta cũng có thể hiểu nhiều hoặc là tương đối biết rõ về nó. Và mới mong muốn là mang khán giả của chương trình đến gần hơn nữa với dân ca và càng cảm thấy yêu những làn điệu dân ca quê mình nhiều hơn nữa. Chương trình ngày hôm nay xin được mời đến đây một vị khách mời diễn giải rất là đặc biệt, cũng là một gương mặt vô cùng quen thuộc và được kính trọng bởi rất nhiều khán giả của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu với quý vị giáo sư Trần Văn Khê. Dạ thưa quý vị, ở độ tuổi là ngoài 90 rồi, thế nhưng mà giáo sư Trần Văn Khê vẫn duy trì một độ mẫn tiệp rất đáng kinh ngạc. Và trong ngày hôm nay thì ông với những kiến thức uyên bác của mình cũng như là tài ăn nói duyên dáng và hóm hỉnh, hy vọng chủ đề nét duyên trong dân ca sẽ đem đến cho quý vị một cái thiện cảm nhiều nhiều hơn nữa đối với dân ca. Con xin được mời thầy bắt đầu ạ. Kính thưa quý vị, làm quý vị mới vừa xem một cái bài Đồng Dao. Đồng Dao là cái bài ca của tuổi trẻ, cái trẻ con, mà trong đó là cái bài dung văn dung vẻ, nó có nhiều cái dị bản lắm, nó có thể kêu bằng xúc sắc xúc xẻ, mấy em vừa hát vừa đánh trống, mà cái đó là cái trò chơi. Thì những cái bài Đồng Dao đó là những cái bài ca của trẻ con, tức là hát mà học, mà hát mà chơi, nhưng mà hát chơi thì chơi nhưng mà học học thật. Cho nên trong khi đó mấy em nó là bắt đầu hát như thế, nhưng mà trong một cuộc những cuộc đời của con người thì dài theo con người từ lúc sơ sanh đến lúc trở về với cát bụi, nó có nhiều bài nhạc mà nó đánh dấu. Mà cái bài nhạc đánh dấu trước cái Đồng Dao này đó là khi đứa bé mới vừa ra khỏi bụng mẹ thì có người mẹ ru con, người chị ru em, bà ru cháu. Thì cái điều đó là cái điều ai cũng biết, chúng ta có ba miền, ru miền Bắc khác, ru miền Trung khác, ru miền Nam khác, mà mỗi một cái bắt đầu nó khác. Ru miền Bắc thì như là à ơi, à ơi. Oh.